Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ, Nam Mô Tham Mà, dạ, Nam Mô Sang Khai, dạ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trị Đức, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang cùng Chư Tôn Đức, con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ, dạ, con kính lễ cô tu nữ Như Pháp, dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng, dạ, con xin đọc phần Pali hôm nay. Samuccaya Sanggaha Vipaggo, những phân loại theo Abhidhamma Đoà sát ta thi quy tha quốc ta quát thu thầm ma sa lắc kha na tê sang đa ni ya tha vô găng ba quát kha mi sa mút cha giang 72 pháp 1 tâm cộng 52 tâm sở cộng 18 sắc thực tính cộng 1 niết bàn đã được trình bày với những đặc tính của nó. Giờ đây tôi sẽ nói về những phân loại của các pháp ấy theo tương quan của chúng. Dạ thôi con xin đọc tiếp cho hết đoạn 1 rồi con thấy thầy vào rồi. À, dạ thôi để con trả mic lại cho đạo. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Con kính mời quý đạo hữu cùng con kính pháp sư ạ. Nam mô Tha Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Tha Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Tha Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Brahma Jaloka Thibati Saham Pati Katan Jalyan Thiwaram Ayajata Santi Thasantam Parajang Kajatika Dese Tuthamang Anukampimang Pajam Santham Maperin Vinayan Chakayang Suntan Chabantang Abhidhammajam Mang Aku tayantu jatu san jadandang Pambu thanayye parisa yamanje Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng chí hơi quyết lòng mở đạo dài đời nhắm vườn lộng giả ngài dời chân sang thiên pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thính giữ pháp từ đó là nhóm kiều trần như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chẳng thôi không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cầm đám mưa lành rơi khắp thế gian bởi nhân cơ tích rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nơi đàn tử bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tôi mê cầu được trí tri vẹn toàn. Chúng con thành kính cung kính thầy kinh tăng đàn để hướng dẫn chúng con buổi học ngày hôm nay. Con kính chúc quý đạo hữu thính pháp được an vui. Con kính cho biết đến thầy. Nam mô Bụt Thầy nhé. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mà, Nam mô Sa Khai. À, kính lễ chư tôn đức tăng luôn luôn. À, xin chào tất cả quý vị. Nghe rõ không? Rồi, hôm nay chúng ta tiếp tục buổi học vị pháp. Trước khi vào buổi học, chúng ta cùng nhau đảnh lễ Tam Bảo tóm tắt. Arahaṃ sammasambuddho bhagavā buddhaṃ
Con xin thành kính đảnh lễ đến toàn giác vô song giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Con xin nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chương trình mình cũng như thường lệ đọc Pali trước và sau đó là có vài câu hỏi vui có thưởng rồi chúng ta vô bài học. Rồi xin mời MC làm việc nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Khai Giác. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tư nữ. Con kính chào thầy thịnh kinh, con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc bài. Samuchaya Sangha Vipago, những loại phân theo Abhidhamma. Đoa Santa Tivita Vita Vatthu Thamma Salakana Te Sangdani Yatha Yogang Pavakami Samuchayang. 72 pháp, 1 tâm cộng 52 tâm sở cộng 18 sắc thực tính cộng 1 niết bàn đã được trình bày với những đặc tính của nó. Giờ đây tôi sẽ nói về những phân loại của các pháp ấy theo tương quan của chúng. Akusala Sangaho, Misaka Sangaho, Bodhipakkhiya Sangaho, Sappa Sangaho, Jati Samuchaya Sangaho, Chatupito Vedittappo. Tất yếu các phân loại phải được hiểu là có bốn. Tất yếu những loại bất thiện pháp, tất yếu những loại pháp hỗn hợp, tất yếu những loại pháp liên hệ đến sự giác ngộ, tất yếu đến những pháp linh tinh. Khatham akusala sanghahe tavacchantaro asava kamasavo phavasavo dittasavo avicchasavo. Như thế nào để khởi đầu trong tốt yếu những loại pháp bất thiện có bốn hậu hoặc lậu? Một, tham dục, dục lậu. Hai, luyến ái, duyên theo kiếp sinh tồn hữu lậu. Ba, tà kiến, kiến lậu. Và bốn, vô minh, vô minh lậu. Dạ thưa con đã đọc xong, con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô tư nữ, kính tri ân thầy và đạo tràng. Con kính mời vị kế tiếp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ. Trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ. Và con kính chào thầy kinh, con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con xin đọc tiếp đoạn 2. Chát ta rô ô kha ca mô khô phá vô khô đích thô khô á quýt chô khô. Có bốn bọc lưu: một, dục bọc; hai, hữu bọc; ba, kiến bọc; bốn, vô minh bọc. Chát ta rô vô ga ca ma vô gô phá hoa vô gô đích thi vô gô á quýt cha vô gô. Có bốn trói buộc: tứ kết, dục kết, hữu kết, tà kiến kết, vô minh kết. Chát ta rô ganh tha á phít cha ca gia ganh thô dạ ba đô ca giá ganh thô si lắp ba ta ba ra ma sô ca giá ganh thô y đăng sắc cha phi ni quê sô ca giá ganh thô. Có bốn thắt chặt tứ phược: một, thắt chặt vào tham dục;
tham ái thân phược, 2. Thắt chặt vào quán ghét sân độc thân phược, 3. Thắt chặt vào lễ nghi và nghi thức sai lầm giới thủ thân phược, 4. Thắt chặt vào quan kiến độc đoán, tin chắc rằng chỉ có đây là chân lý ngã kiến thân phược. Chắc ta rô u ba đa na ca mu ba đa năng đích thu ba đa năng si lắp ba tu ba đa năng át ta hoa đu ba đa năng, có 4 chấp thủ, tứ thủ, 1 dục thủ, 2 kiến thủ, 3 giới cấm thủ và 4 ngã chấp thủ. Cha ni wa ra ni wa ra na ni ka mắc chan đa ni wa ra năng và ba đa ni wa ra năng thì nam mít tha ni wa ra năng út thắc cha cút cúc chan ni wa ra năng. Quy chi kích cha ni quá ra năng á quýt cha ni quá ra năng, có 6 triền cái chướng ngại: 1 tham dục cái, 2 sân độc cái, 3 hôn thủy cái, 4 trạo hối cái, 5 hoài nghi cái và 6 vô minh cái. Và con đã đọc xong phần 2. Con kính cảm ơn thầy, cảm ơn Châu Nguyễn đã bớt bài và con kính mời gì kế tiếp ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư trí đức, kính lễ sư pháp trang, kính chào thầy kinh, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài ạ. Dạ, cảm ơn chị Netta đã cho biết tín hiệu âm thanh rõ. Cảm ơn Châu Nguyễn. Sát ta nu sa ya ka ma ra ya nu sa yo pha wa ra ya nu sa yo patika nu sa yo ma na nu sa yo dip tha nu sa yo Vichikicca nusayo, avicca nusayo. Có 7 tùy nguyên, tiềm nhiên, tâm tánh ngủ ngầm. Một, ái dục tùy nguyên. 2, ái hữu tùy nguyên. 3, phận uất tùy nguyên. 4, ngã mạn tùy nguyên. 5, tà kiến tùy nguyên. 6, hoài nghi tùy nhiên và 7, vô minh tùy nhiên. Đất xá xàm nhô chá nà ní cà má gà gá xàm nhô chá nàng rù pá gà gá xàm nhô chá nàng á rù pá gà gá xàm nhô chá nàng tá tích khá xàm nhô chá nàng mà ná xàm nhô chá nàng đít thi xàm nhô chá nàng si lắp bát tát ba ra ma sa sam nhô cha nàng vi chi kích cha sam nhô cha nàng u thấp cha sam nhô cha nàng a vi cha sam nhô cha nàng xuất tam tê. Theo kinh tạng có 10 thẳng thúc truyền dây trói buộc: 1. Ái dục truyền. 2. Ái sắc truyền. 3. Ái vô sắc truyền. 4. Phẫn uất truyền. 5. Ngã mạn truyền. 6. Tà kiến truyền. 7. Giới cấm thủ truyền. 8. Hoài nghi truyền. 9. Phóng dật truyền. Và 10. Vô minh truyền. Xin cảm ơn trong những đáp ốc bài. Xin tri ân thầy kinh. Cảm ơn toàn thể đạo tràng. Xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ sư Tri Đức, con kính lễ sư Pháp Trang. Dạ, con kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc bài ạ. Dạ, xin cảm ơn Hồng Mai và chị Metta cho biết tín hiệu nghe rõ. Apara Nidas sa ma sang yo cha na ni ka ma ra ga sang yo
cha nàng pha qua rà ga sằng dồ cha nàng ba ti kha sằng dồ cha nàng mà na sằng dồ cha nàng đi thi sằng dồ cha nàng xì lắp ba ta ba rà mà sa sằng dồ cha nàng quy chi kích cha sằng dồ cha nàng ít xà sằng dồ cha nàng mách chariya sằng dồ cha nàng a quyết cha sằng dồ cha nàng a phít thầm mề. Theo vi diệu pháp Abhidhamma có 10 thẳng thúc dây trói buộc khác. 1. Luyến ái duyên theo dục lạc. 2. Luyến ái duyên theo kiếp sinh tồn. 3. Sân hận. 4. Ngã mạn. 5. Tà kiến. 6. Chấp thủ những lễ nghi và nghi thức sai lầm. 7. Hoài nghi. 8. Ganh tị. 9. Sang tham. Và 10. Vô minh. Dasakilesa Lopho Đô sô mô hô ma nô đít thi vi chi kích cha thi năng út chăng ahiri càng anốt táp bằng. Có 10 ô nhiễm phiền não: 1. Tham ái. 2. Sân hận. 3. Si mê. 4. Ngã mạn. 5. Tà kiến. 6. Hoài nghi. 7. Hôn trầm. 8. Phóng dật. 9. Không hổ thẹn tội lỗi. Và 10. Không sợ hậu quả của tội lỗi. À sa quà đi su ba nét thắc cà ma pha quan nà mề na tắp bát thu cà tàn hà a thít bề tà xì lắp bát tá ba rà mà sổ y đằng sách trà phi ni quề sổ át ta quà đu bà đà nàng cha ta thà ba quát tằng đi thi gắt ta mề qua ba vúc cha tí. Nơi đây trong sự phân loại các ô nhiễm vân vân, câu luyến ái duyên theo dục lạc và luyến ái duyên theo kiếp sinh tồn, hàm xúc lòng tham ái dựa trên đó, cùng thế ấy chấp thủ những lễ nghi và nghi thức sai lầm, quan kiến độc đoán, tin chắc rằng chỉ có đây là chân lý và chấp thủ thuyết linh hồn trường cửu, chỉ hàm ý là những tà kiến liên hệ. Dạ, con đã đọc bài xong ạ. Dạ, con kính tri ân thầy. Cảm ơn Châu Nguyễn đã bốt bài. Xin mời vị kế tiếp. Dạ, alo. Dạ, con kính đảnh lễ. Dạ, con kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con kính đảnh lễ quý sư, kính đảnh lễ thầy. Kính chào đạo tràng, con xin được đọc tiếp. Sammuchaya Sangha Vipago. Những phân loại theo Abhidhamma. Đoa sát ta ti vi đà vút tha vát thu thầm ma sa lạc kha na bê sang đà ni gia ta vô găng phá vá khà mi sa mô cha dần. 72 pháp: 1 tâm, 52 tâm sở, 18 sắc thực tính, 1 tiếp bàn đã được trình bày với những đặc tính của nó. Giờ đây tôi sẽ nói về những phân loại của các pháp ấy theo tương quan của chúng.
Akusala sangaho, misaka sangaho, bodhipakkhiya sangaho, sappa sangaho, chati samuccaya sangaho, tatuppido, veditappo. Tốt yếu về các phân loại phải được hiểu là có bốn. Tốt yếu những loại bất thiện pháp, tốt yếu những loại pháp hỗn hợp, tốt yếu những loại pháp liên hệ đến sự giác ngộ, tốt yếu những pháp linh tinh. Ca tăng akusala sangha he ta wa cha ta o a sa wa ka ma sa wo pa wa sa wo ditta sa wo avicca sa wo. Như thế nào để khởi đầu trong tốt yếu những loại pháp bất thiện có bốn? Hoặc lậu, tham dục, dục lậu, luyến ái, duyên theo kiếp sinh tồn, hữu lậu, tà kiến, kiến lậu, và vô minh, vô minh lậu. Dạ, chúng đã đọc xong ạ. Con kính tri ân sư Trí Đức, kính tri ân thầy, kính tri ân đạo tràng. Con xin xuống mít nhìn cho việc kế tiếp. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, thưa con Châu Nguyễn, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, dạ, con kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Dạ, con kính chào thầy Kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con cảm ơn cô Metta đã cho con biết tín hiệu. Con xin phép được đọc bài ạ. Chattaro Okha Ka mô khô phá vù khô đít thô khô áo bích trồ khô có bốn bọc lưu: một dục bọc, hai hữu bọc, ba kiến bọc, bốn vô minh bọc. Chattaro yoga ca ma yoga phá quá yoga đít thí yoga áo bích trà yoga có bốn trói buộc: tứ kết, dục kết, hữu kết, tà kiến kết và vô minh kết. Chattaro gandha avicca kaya gandho vyabhado kaya gandho silappata paramaso kaya gandho idang sacca aviniveso kaya gandho có bốn thắt chặt tứ phược. Một, thắt chặt vào tham dục, tham ái thân phược. Hai, thắt chặt vào oán ghét, sân độc thân phược. Ba, thắt chặt vào lễ nghi và những nghi thức sai lầm, giới thủ thân phược. Bốn, thắt chặt vào quan kiến độc đoán, tin chắc rằng chỉ có đây là chân lý, ngã kiến thân phược. Chattaro upadana kamupadanang dittupadanang silappatupadanang attawadupadanang có bốn chấp thủ, tứ thủ: một dục thủ, hai kiến thủ, ba giới cấm thủ và bốn ngã chấp thủ. Dạ, con cảm ơn cô Nhung ạ. Chani varanani kamachandani varanang vyabhadani varanang thì namithani varanang uthachak kutkuk chani varanang vichikik chani varanang avichani varanang có sáu triền cái chướng ngại: một tham dục cái, hai sân độc cái, ba hôn thủy cái, bốn trạo hối cái,
5. Hoài nghi cái và 6. Vô minh cái. Dạ thưa, con đã đọc xong. Dạ con cảm ơn cô Nhung ạ. Dạ con kính tri ân thầy, con xin phép được xuống mic. Con kính nhân mic lại cho đạo tràng ạ. Sao nữa, sao nữa. Chắc bài đọc rồi ha. Thấy có Châu Phan giơ bàn tay lên hoài phải không vậy? Thì nãy giờ giơ tay tới ra vô cũng thấy còn, không biết phải kẹt máy vậy. Rồi, kẹt mic rồi. Rồi. Rồi, bắt đầu mình vô vài câu đối vui ha. Rồi sao đó học. Cô Nhung, cô Nhung hay Châu Nguyễn có cái bài từ rồi đó, phải không? Bài học từ rồi đó, cái gì lên đọc cái phần từ rồi á, chút gì nào học đọc phần từ rồi. Rồi bây giờ nào vô câu hỏi đố vui ha. Câu số 1. Vô minh là si mê u ám phải. Vậy người còn vô minh là người, người còn vô minh là người không nhận chân ra sự thật phải chăng? Vậy người còn vô minh là người không nhận chân ra sự thật phải chăng? Rồi. À, câu này dễ ôi ha. À, còn Hồng Mai là Hồng Mai nó mất tiêu rồi, lâu quá không có điểm danh, còn Hồng Mai trốn hoài. Mời Hồng Mai giơ cái bàn tay lên coi, lấy 10 điểm cho nó, dành 10 điểm cho ta. Rồi mời sao kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ sư trí đức sư pháp trang, kính lễ cô như pháp, kính chào thầy kinh, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc câu hỏi. Vô minh là si mê hay u ám, vậy người còn vô minh là người không nhận chân ra sự thật phải chăng? Dạ đúng rồi, vô minh là đúng là sự si mê và u ám, và vì không nhận chân ra cái sự thật của tứ thánh đế cho nên người vô minh, người còn vô minh là vẫn còn si mê và không nhận chân ra sự thật. Dạ con chỉ biết vậy thôi ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Rồi để đó, để tạm để đó. Rồi mời, mời cô bé ta đi. Rồi cô bé ta. Dạ
Dạ, Nam mô Bụt Thà Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Khà Dạ. Dạ, cảm ơn Châu Nguyễn cho biết đã nghe được âm thanh rõ. Dạ. Dạ, con đọc lại câu hỏi. Vô minh là si mê u ám, vậy người còn vô minh là người không nhận chân ra sự thật phải chăng? Dạ, trước hết thì con còn nhớ là vô minh thì có tới 8 pháp vô minh. Con xin nhắc đó là không có biết được sự thật về khổ. Thứ hai là không biết được sự thật về nguyên nhân của khổ. Thứ ba là không biết sự thật về diệt khổ. Thứ tư là không biết sự thật về con đường đưa đến diệt khổ. Tất nhiên là không biết về tứ thánh đế. Rồi kế đó là không biết về quá khứ. Thứ kế nữa là không biết về hiện tại, không biết về tương lai, không biết về quá khứ, hiện tại, tương lai. Và kế nữa là không biết về lý dương khởi. Đó là tám pháp vô minh. Thì cái người mà dính về tám pháp vô minh này đó thì đúng là không có nhận ra chân sự thật. Không nhận ra chân sự thật về tứ thánh đế và không có nhận ra về lý duyên khởi, cũng như không có nhận ra về quá khứ, hiện tại, vị lai. Dạ, thì con chỉ có ý kiến như vậy, không biết đúng sai như thế nào, con xin trả mãi lại cho thầy để thầy giảng dạy ạ. Rồi, để đó. Mời Tâm Nguyễn rồi. Tĩnh tâm nghe. Tĩnh tâm nó mất rồi. Rồi, mời. Dạ, trước hết con xin kính đánh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con xin kính đánh lễ các quý sư. Con xin kính chào Thầy Kinh và kính chào Đạo Tràng. Thật ra cái câu này cô Meta cũng nói hết rồi thầy. Còn vô con cũng muốn nói đâu. Vô minh là si mê, là u ám. Vậy người còn vô minh là người không nhận ra chân ra sự thật phải chăng? Thì giống như là vô minh, thì vô minh là giống như là mình bị mình không hiểu được tứ đế, mà mình bị si mê u ám, mình cho thế gian là vô thường, khổ và vô ngã, mà mình cho là thường. Mình không hiểu được lý duyên khởi. Nhưng mà nếu mà vậy con người, vậy người còn vô minh, nếu mà người còn vô minh không nhận ra sự thật phải chăng, thì người còn, nếu mà con người còn vô minh á, thì là từ trừ ra bậc thánh A La Hán thì họ hết vô minh rồi. Thì bậc thánh A La Hán, nhưng mà bậc những bậc mà hữu học, từ bậc Tu Đà Hoàng cho đến phàm nhân thì vẫn còn là vô minh hết mấy cái đó. Còn nhưng mà về còn bậc những bậc hữu học từ Tu Đà Hoàng cho đến A Na Hàm thì họ cũng
cũng diệt được mấy cái một phần những cái đó. Nhưng mà con nghĩ ngoài vị A-la-hán thôi thì mới diệt hết vô minh, chứ còn còn người even người phàm phu hay là gì tôi cho tới đấy vị bậc thánh hữu học cũng vẫn còn là vô minh. Thì con chỉ xin bổ túc vậy thôi thầy. Dạ con nghĩ dạ con xin xuống mít ạ. Con nhìn người tới kế tiếp ạ, thưa thầy. Xa hữu, xa hữu. Cô Dung có ý kiến gì không? Có ý kiến gì ở trên tâm không? Mời cô Dung coi. Xa hữu. Dạ, Nam Mô Bức Tha nhé. Dạ. Dạ, con thưa thầy Hồng Mai này, chị Metta và Chính Tâm đã nói đúng hết rồi. Con nghĩ câu hỏi này trả lời như vậy là được. Nhưng mà con, hình như là thầy hay cài, hay lắc léo ở chỗ này, nên là con cũng không biết làm sao. Con xin bổ sung thêm tứ ý nghĩa của vô minh. Vô minh tức là tâm sở sư, tâm sở si, vô minh là tâm sở si. Thì có những cái ý nghĩa về trạng thái là không thấu đáo, tối tăm và không biết rõ pháp thực tính. Về phận sự là che khuất lý tánh, không có biết pháp bản thể, không thấu đáo pháp thực tính. Về thành tựu là tối tăm mê mờ. Về nhân cận là tác ý không khéo. Dạ. Thì cái đó là tứ ý nghĩa của vô minh, là tâm sở si. Còn người mà còn vô minh là người không nhận chân ra sự thật phải chăng? Thì tại vì con không biết thầy có lắc léo ở chỗ này không, thì con nghĩ là người vô tưởng là người cũng vẫn còn vô minh, nhưng mà không nhận ra sự thật. Nhưng mà người vô tưởng thì không có tâm, mà vô minh thì là tâm. Thành ra con cũng không nghĩ là cái chuyện này mà thầy lắc léo chỗ nào con cũng không rõ, thưa thầy. Dạ, con cũng thống nhất với ý kiến của Hồng Mai, chị Metta và Tâm Nguyễn ạ. Con chỉ bổ sung thêm tứ ý nghĩa thôi ạ. Dạ, con xin xuống mic. Xa hữu, xa hữu. Trong đây là chân tâm là nói chúng nhất ha, 10 điểm chân tâm, 10 điểm. Cô Dung, cô Mai, cô Dung bổ túc thêm thì không tính ha. Cô Hồng Mai, cô Metta 7 điểm. Tại vì mặc dù là còn vô minh, nhưng bậc thánh tại A-la-hàm vẫn còn vô minh nha quý vị. Chỉ A-la-hán mà diệt trừ vô minh thôi nha. Cho nên mặc dù là bậc thánh người ta đã nhận chân sự thật, nhưng mà nó chưa diệt trừ hoàn toàn vô minh. Mình vô minh vẫn còn, chứ không phải là mất hết ha. Chánh tâm trả lời rất là hay chỗ này ha, rất là tốt, xa thú chánh tâm ha. Rồi. Rồi, được ha, nắm được ha, có gì nắm được ha. Rồi, câu số 2. Khi không có sự hiện hữu của vô minh, khi không có sự hiện hữu của vô minh, ngay trong thời điểm hiện tại, ngay trong thời điểm hiện tại, thì được xác nhận là bậc đại trí A-la-hán phải chăng? Thì được xác nhận là bậc đại trí A-la-hán phải chăng? Rồi, câu hỏi này cũng dễ ha, không có gì khó ha. Cô Metta lên gửi giống, cô Metta gửi giống là cô Metta. Lọc kỹ hỏi nha, có gì lọc kỹ hỏi. Rồi, để cho cái gì suy nghĩ một phút ha, chút là MC lên réo gọi gì đi ha. Mời.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, cảm ơn cô Hồng Mai cho biết tín hiệu. Dạ, cảm ơn Châu Nguyễn. Dạ. Con thử trả lời nha thầy, coi có đúng hay không hay là như thế nào, con thử trả lời. Dạ, con xin đọc lại câu hỏi số 2. Khi không có sự hiện hữu của vô minh ngay trong thời điểm hiện tại, thì được xác nhận là bậc đại trí. Con nhớ là có nói là bậc đại trí A-la-hán phải chăng nữa mà. À, sao trong câu hỏi này chỉ có vậy hay là có, hay là lỗ tai con có nghe là bậc đại trí A-la-hán nữa? Vậy câu hỏi mà dạ không biết sao đâu mất rồi nữa đây. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, quý vị có nghe được trả lời âm thanh. Dạ, cảm ơn Châu Nguyễn. Dạ, con xin đọc lại câu hỏi là khi không có sự hiện hữu của vô minh ngay trong thời điểm hiện tại thì được xác nhận là bậc đại trí A-la-hán phải chăng? Dạ, khi mà trong cái thời điểm hiện tại mà tâm của chúng ta không có còn u mê, không có còn như hồi nãy đã nói đó, là không có còn si mê u ám, tức là không còn vô minh, thì nói là trong cái thời điểm đó được xác nhận là bậc đại trí A-la-hán phải chăng? Thì làm sao mà xác định được là bậc A-la-hán trong thời điểm đó? Bởi vì cái bậc A-la-hán là phải diệt trừ tất cả là 10 kiếp sử là thì mới được là bậc A-la-hán, chứ chỉ có không có si mê u ám mà đạt được cái bậc A-la-hán thì đâu có được. Và phải đạt hết 10 kiếp sử là như bậc sơ quả thì thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, rồi nhị quả thì làm nhẹ tham và sân, rồi bậc tam quả thì mới đắc được năm kiết sử, rồi đến bậc tứ quả thì diệt tất cả là sắc ái, vô sắc ái, rồi phóng dật, vô minh, tất cả là 10 kiết sử. Dạ, thì mới đạt được A-la-hán. Có nghĩa là đến bậc A-la-hán thì hoàn toàn dứt tất cả các cái phiền não. Tất cả các phiền não. Có nghĩa là diệt trừ tất cả 10 kiết sử. Và cái vô minh là cái cuối cùng thì mới đạt được A-la-hán. Dạ, con xin trả lời câu hỏi là như vậy. Con xin trả máy lại cho thầy. Rồi, chào thú, để đó ha. Rồi, đâu mời đây. Tina đâu mất rồi. Tina nãy vô rồi, chào đâu rồi. Rồi, mời Tina ha. Con
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Con kính bạch lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính bạch lễ quý sư quý bà quý cô tiên nữ, con kính chào thầy và con kính chào đạo tràng. Cái câu hỏi con khi không có sự hiện hữu vô minh ngay trong thời điểm hiện tại thì được xác nhận là bậc đại trí A-la-hán phải chăng? Dạ thưa, không, nếu mà được xác nhận bậc đại trí A-la-hán phải chăng? Dạ thưa, không phải. Tại vì mình không có, như cô Mita nói là phải diệt 10 kiết sử đó, nhưng mà mình người thường thì làm sao mình biết được vị đó là vị A-la-hán hay không. Thành ra nếu mà cái sự vô minh này, nếu mà không có sự vô minh này, dạ thưa con nghĩ câu trả lời là không, thưa thầy. Vì mình không biết thời điểm hiện tại này mình làm sao mình biết cái vị đó chứng A-la-hán hay là không. Câu trả lời của con là không. Nếu có sai con xin lãnh chứng, con xin thầy chỉnh sửa giùm cho con ạ. Sao đâu, muốn lãnh chứng hay là tự cho con chứng? Có một chứng rồi, mời hẹn lại cho Nguyễn đi. Cho Nguyễn nãy giờ chết chết lên nhiều quá, mời cho Nguyễn lên nói câu cho nó ngon lành, lấy 10 điểm nghe. Mời cho Nguyễn nha. Dạ thưa thầy, con xin lãnh chứng trước thầy ơi. Con xin phép được trả lời. Dạ con cảm ơn cô Hồng Mai ạ. Dạ thưa thầy, câu hỏi là khi không có sự hiện hữu của vô minh ngay trong thời điểm hiện tại thì được xác nhận là bậc đại trí A-la-hán phải chăng? Dạ thưa không phải. Dạ cũng giống như cô Meta nói thì con chỉ xin bổ sung là chỉ có như câu 1 á, là anh Chánh Tâm có nói chỉ có bậc A-la-hán mới diệt trừ hoàn toàn được vô minh, còn bậc A-na-hàm đồ này kia thì vẫn còn vô minh. Cho nên là không phải là ngay cái thời điểm tại không có thì nó sẽ thì mới là bậc đại trí A-la-hán, mà vẫn có thể là những như bậc A-na-hàm, Tu Đà Hờn, Tu Đà Hàm vẫn còn nhưng mà chỉ giảm nhẹ đó, thì lúc đó thì vẫn chưa phải là bậc thánh, bậc đại trí A-la-hán. Dạ con không biết đúng hay không. Dạ con xin lãnh chứng trước là con xin phép được xuống mít ạ. Rồi lãnh thêm chứng nữa cho đều rồi. Mời Hồng Mai rồi. Hồng Mai nó mất rồi. Rồi mời. Dạ, khi không có sự hiện hữu của vô minh trong thời điểm hiện tại thì được xác nhận là bậc đại trí A-la-hán phải chăng? Dạ thưa thầy là chưa có phải. Thì như là chị Meta và mọi người đều nói là khi mà đã coi như là giảm như chấm dứt cái 10 kiết sử theo như lý pháp là một là dịch ái sân ngã mạn tà kiến hoài nghi với tấm thủ ngũ ái tập lận vô minh mới là bậc A-la-hán. Còn giả sử ví dụ như khi là mình làm việc thiện thì ngay trong lúc đó thì không có vô minh nhưng cũng không được gọi là vị A-la-hán. Dạ thì con nghĩ là như vậy, chắc con vẫn học vịt tiếp và thưa thầy. Cô Hồng Mai nói lại cái
cho nói lại câu cuối, nãy nói lại gì đó, lên nói lại nói lại câu cuối nghe không rõ lắm. Dạ, thì con nói là ví dụ như là khi mà mình làm việc thiện á, thì ngay lúc trong lúc đó thì không có vô minh, nhưng mà cũng chưa được gọi là vị A-la-hán, vì một vị A-la-hán thì khi mình làm cái việc thiện này á, thì chỉ có tâm đại thiện, chứ chưa có diệt trừ hết những cái mười hạ phần kiết sử. Cho nên là chưa phải là một bậc đại trí, là một vị A-la-hán à, thưa Thầy. Ơi xa thứ, xa thứ ha. Quý vị không để ý câu hỏi gì chứ. Thì không có sự hiện hữu của vô minh, tức là không có sự hiện hữu là sao? Không có sự hiện hữu mà không có tâm sở si là hiện hữu có mặt ngay trong cái thời điểm hiện tại là sao? Và ngay trong cái thời điểm hiện tại, à, tức là cái điều tâm sanh lên, tâm thiện sanh lên thì ngay thời điểm hiện tại đâu có tâm sở si nó đâu, đâu có vô minh nó đâu, đúng không? Thì sao gọi là một cái lá hán lượng lại, bây giờ mình phàm mình cũng đâu có tâm sở si ngay lúc đó, ngay lúc hiện tại sanh lên tâm đại thiện mà đâu có tâm sở si, thì nó chưa chắc là thời điểm hiện tại là một cái lá hán phàm nhân mình vẫn có như thường, mà ngay lúc đó cái sắc là tâm thiện sanh lên thì nó không có tâm sở si đâu đó nữa quý vị, cho nó mình phải nói, không nên nói vậy ha. Nói được chưa? Còn cái mà Go Beta nói này cũng đặc luôn nha, Go Beta nói cũng đặc nha, tức là một người mà đã diệt trừ vô minh thì coi như là 10 cái sử phiền não là 9 cái còn lại là tiêu hết rồi mới diệt được, mới diệt tới vô minh ha. Tức là cái vô minh là cái cuối cùng, bậc thánh Tu Đà Quần vẫn còn vô minh, Tu Đà Hàm vẫn còn, A La Hàm vẫn còn, cái bậc A La Hán mới diệt trừ được vô minh. À, cho nên khi mà người mà đã diệt trừ vô minh thì những cái sử kia là đã biến mất hết tất cả ha, thì mới gọi là bậc A La Hán, lúc đó là bậc A La Hán. Rồi ha, nắm được ha. À, cô Mai này hay quá, cô Mai này, nói câu cuối cũng hay nhưng mà bị dính câu trên nên ta cho được sáu đi. Rồi mời cô với ta. Dứt hết 10 kiết sử, kiết sử cuối cùng là vô minh thì mới đắc được A-la-hán, thì con nói vậy thôi. Nhưng mà bây giờ xin thầy nói lại cái câu đúng nhất của cái câu trả lời của câu số 2 thì thầy, con nghe mà con cũng chưa nắm được rõ. Giờ thầy nói lại cái phần trả lời của câu số 2. Dạ, con kính cảm ơn thầy. Rồi, là boss câu số 2 lên lại đi. Khi không có sự hiện hữu của vô minh, tức là sự có mặt của vô minh, vô minh tức là tâm sở si, sự có mặt của vô minh tâm sở si ngay trong thời điểm hiện tại. Ví dụ giờ cô khởi lên một cái tâm đại thiện thì ngay trong thời điểm hiện tại có tâm sở si đó không? Có vô minh đúng không? Không hả? Thì không thì sao mình xác nhận được đó là bậc A-la-hán được, mình đâu phải A-la-hán. Mặc dù mình không có tâm giả si lúc đó, nó chỉ là thuộc về tâm đại thiện thôi ha. Mặc dù ngay hiện hữu ngay trong thời điểm hiện tại, nó đang cố nhấn mạnh là hiện hữu ngay trong thời điểm hiện tại, thì cái tâm nó sanh lên là không có tâm giả si lúc đó. Nhưng mà nói thì nói vậy, nhưng mà tâm giả si đó nó chỉ là pháp là ngủ ngầm thôi ha. Nhưng mà đây là cho mình biết là ngay cái lúc mà hiện hữu lên đó, tức là lúc mà nó có mặt, có mặt ngay trong thời điểm hiện tại, tức là lúc mình khởi lên cái tâm thiện ngay thời điểm hiện tại thì nó không có cái vô minh, không có tâm sở si đó. Chẳng hạn như giờ cô khởi lên tâm thiện muốn giúp đỡ người này người kia, tâm bố thí, tâm trì giới, thì lúc đó không có tâm sở si sanh khởi,
Nhưng mà không phải như vậy là cô là bậc A-la-hán đâu, à, không phải như vậy ha. À, nhưng mà bậc A-la-hán là bậc hoàn toàn không còn vô minh nữa, là diệt trừ hẳn vô minh luôn. Còn mình là ngay hiện hữu lúc đó nó không còn, nó không có thì mới không còn. Ngay lúc một cái tâm nó sanh khởi nó không có, nhưng mà nó vẫn có ngũ ngầm chứ không phải không có. À, nhưng mà nếu mà mình nói là nó có là thật, bởi vì ngay lúc cái tâm nó sanh lên, cái tâm thiện sanh lên thì nó đâu có tâm sơ sinh nữa đâu, thì nó đâu có vô minh. À, tức là gì nói cái thời hiện đại, tức là cái thời mà nó có mặt á, là lúc nó có mặt á. À, thì đó là cái câu cho mình biết là không phải như vậy, là không nên nói như vậy á, tức là mặc dù hiện hữu vô minh trong thời điểm hiện tại nhưng mà không phải chắc chắn không phải là một a la hán, vẫn người phàm vẫn có thể có như thường ha. Được không cô lắm được không? Hiểu không cô bác ta? À, cái lễ sư tự đức mới vô rồi. Thì đơn giản vậy thôi chứ vậy đó. Rồi đúng rồi như vậy. Rồi sao nó đơn giản vậy thôi, tại vì mình suy nghĩ tùm lum tùm la thì thành tùm lum tùm la. Hỏi cái nào thì mình để ý ngay cái từ nó dùng ngay cái chi pháp lúc đó mình nắm được. Rồi câu cuối cùng ha, cuối cùng xong mình vô bài học ha. Câu số 3 người còn ham muốn ngũ dục, người còn ham muốn ngũ dục thì là người phàm tam nhân hay nhị nhân? Người còn ham muốn ngũ dục thì là người phàm tam nhân hay nhị nhân? Rồi, câu này quá ha. Mời quý vị tình nguyện nha, suy nghĩ về tình nguyện lên phát biểu ha. MC làm việc nha. Alo, alo ạ. Dạ, con xin trả lời câu này. Dạ, cảm ơn cho Nguyễn Hồng Mai cho biết tiếng Huệ nghe rõ. Dạ, con thưa thầy, câu 3 là người còn ham muốn ngũ dục là người phàm tam nhân hay nhị nhân? Dạ, ngũ dục là ham muốn ngũ dục là thích trong năm dục là sắc, sắc, thinh, khí, vị, xúc thì người đó là người phàm tam nhân, và người nhị, người người đó thì mình là người nhị nhân là cái chắc. Chẳng còn trong người tam nhân thì người tam nhân mà không có tu tập thì cũng là cũng còn ham muốn, mà người tam nhân mà đến thánh sơ quả nhị quả thì vẫn còn ham muốn ngũ dục. Chỉ khi nào là thánh tam quả trở lên thì mới không còn ham muốn ngũ dục. Ví dụ lúc đó vị tam quả đã diệt tham dục thì lúc đó là mới có không còn ham muốn ngũ dục. Dạ, đó là câu trả lời của con thưa thầy. Dạ, con xin nhận hai phục dịch. Con kính tri ân thầy, con xin xuống mic.
Xà thú hay quá vậy ta. Hay quá, 10 điểm, 10 điểm trả lời rất khéo léo ha. À, xà thú ha, rồi cô Trọng Uyển tìm cách ghi sao ghi đi nha, ghi sao cho đúng đây, không đúng là phạt quỳ gói, gói là quỳ nhang đó. Ủa ai bữa vậy? À, vậy là cô Nhung lấy 10 điểm ha. Rồi bây giờ mình chuẩn bị vô bài học. Thì quý vị cô Nhung có bài đó, bài tuần trước không? Lên đọc cái bài tuần trước cô Nhung học cái tuần trước đó. Rồi mời cô. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, con xin đọc bài tuần trước là ngày 18 tháng 2 năm 2022, lục cái. Chân ni qua ra nà ni, ni cộng căn quá là gây chướng ngại, cản trở. Ni quá rá ná là sự cản trở, vật chướng ngại, gọi là chướng ngại vì những pháp này cản trở, không cho chứng đắc thiền định hay đạo quả niết bàn. Cản trở thiền gọi là chướng ngại. Cha na di ca ni wa ren ti ti ni wa ra na ni. Cái là che lấp, che đậy, trùm lên. Có sáu lục cả, có sáu cái. Một, tham dục cái. Cà ma chần đa ni wa ra nằng. Hai, sân độc cái. Và bà đa nì quá ra nằng. Ba, hôn thủy cái. Thì namit tha nì quá ra nằng. Bốn, trạo hối cái. Út thách cha cúc cúc trần nì quá ra nằng. Năm, hoài nghi cái. Quý chí kích trà nì quá ra nằng. Sáu, vô minh cái. A quý trà nì quá ra nằng. Một, tham dục cái. Cà mách chần đa nì quá ra nằng là sự ham mê, đắm chìm, mê mẩn trong năm trần cảnh sắc, thinh, khí, vị, xúc. Có hai duyên sanh lục dục cái là tịnh tướng, xuất phát ni mít tá, cảnh tốt đẹp. Cái thứ hai là tác ý không đúng. Ayo niso manisika ra, tham dục gắn chặt, ngăn chặn địch trong thiền chỉ, ngăn che tam tướng trong thiền quán. Về pháp diệt thì có sáu. Học tập về bất tịnh tướng asufa nimittasa ugaha, các tướng xấu như tử thi, thể trược. Tu tập hành thiền đề mục thể trược asufa và vana nuyoga. Cái thứ ba là phòng hộ các môn quyền như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Inriye suvuttadwara, hộ trì các quyền, chánh niệm, tỉnh giác. Cái thứ tư, tiết độ trong ăn uống, không ăn quá no. Phổ cha nề mách tành như tà, vì khi ăn no thì buồn ngủ, ể oải, nên ăn vừa đủ. Cái thứ năm, thân cận bạn lành, càn già namitata, gần bạn có giới, có trí. Cái thứ sáu, nghe và nói những điều lợi ích. Sắp bà giác cách thà, để tránh phóng tâm. Học để biết và hành pháp có lợi ích. Hai, sân độc cái. Và bà đa nì quá ra nằng là sự nóng giận, u phiền, bực tức. Là pháp ngăn cản, pháp hỷ không cho sanh lên. Trong thiền chỉ, hỷ bị sân độc ngăn cản. Trong thiền quán, hỷ giáp chi bị sông độc cái ngăn cản. Có hai duyên làm cho sân độc cái sanh lên. Cái thứ nhất là đối nghịch tướng, Patikha Nimitta, là cảnh đối nghịch với tâm, gây nên phiền muộn. Cái thứ hai là không như lý tác ý, Ayoniso Manasikara, diệt trừ thì có sáu pháp. Một, học đề mục tâm từ, Metta Nimittasa Uggaha,
2. Tu tập tâm từ metta phà qua nà nu yoga. Cái thứ 3, suy xét chúng sanh là người thừa tự nghiệp kammasakkata. Cái thứ 4, suy xét nhiều về quả nghiệp patisankha nabahutlata, nghĩa là suy nghĩ rằng nếu ta phân uất đó là nghiệp bất thiện và chính ta là người nhận quả từ nghiệp bất thiện ấy. 5. Thân cận bạn lành kanyanamittata. 6. Nghe và nói những điều lợi ích. Dạ, đó là bài học ngày hôm trước, và hôm nay sẽ học hôn thủy cái ạ. Dạ, con xin xuống mic. Rồi, xa hữu, cảm ơn cô Nhung. Như vậy là trong cái lục cái chúng ta học được hai cái ha, hay là cái tham đọc cái, cái sân đọc cái, là hai cái pháp này nó làm cái nó giống như cái bức tường ha, bức tường vô hình ngăn chặn mình, che lấp, nó không cho mình tu tập, cản trở sự tu tập về thiền định cũng như thiền quán. Cho nên chúng ta phải cần phải biết rõ cái pháp này để mà mình khi mình tu tập mình sẽ biết nó như thế nào. Mình bị không có chứng đắc được thiền thì mình cũng nên biết là nó sẽ có những cái gì đó làm cản trở mình ha. Không đắc thiền chỉ, không thấy được những pháp chân thật như tu tập thiền quán này, thì những pháp thiền cái này nó sanh lên cản trở. Cho nên mình phải đọc lại, mình hiểu pháp để cái mình ứng dụng, mình tu tập ha. Thì những cái pháp như tham đọc cái thì cái hai cái duyên mà nó làm cho cái thể tham lục cái sanh khởi, tức là tịnh tướng, cái pháp tịnh tướng nó làm cho cái tham tham sanh khởi, cản trở cái sự tu tập của mình hoặc là không như lý tắc ý, nó cũng là cái rất là nguy hiểm, nó cản trở cái sự tu tập của mình rất là nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp về cái phần thứ ba là hôn thủy cái thì nó biết thay đi quá năng câu số boss bài lên nghe tôi. Ký nó bác à. Rồi, giờ mình vô cái mục thứ ba là hôn thủy cái. Thì từ chữ thi ná, tức là trạng thái tâm bị co rút, giả dự, lười biếng, không cầm. Tức là đây là một cái trạng thái tâm mà co lại, nó lười biếng, nó quế quải, nó giả dự, cái trạng thái tâm bị co rút như vậy. Rồi cái chữ mít thá, chỉ là cái trạng thái tâm nó mang cái cảm giác buồn ngủ, khó chịu, rồi buồn ngủ, rồi mất cái sự nhạy bén, bị che lấp. Thì như vậy thì ná mít thá, tức là một cái trạng thái co rút của tâm mà đem cùng với cái sự mà buồn ngủ, sự quể quải ha, mà cái tâm không có hân hoan, cái tâm biến nhát nè, quể quải nè, ăn quá no nè, tâm rụt rè và không tác ý đúng. Thì những cái này là vật thực của cả hai pháp luôn, thì nói mít thá luôn. Tức là khi mình có rơi vào một cái trạng thái mà buồn ngủ, giả dự, cái tâm không muốn làm gì đó ha, thì có rút cái tâm mà bị chung lại, nó không có khởi được cái trạng thái mà tích cực siêng năng trong cái sự tu tập. Thì khi đó chúng ta biết mình đang bị rơi vào trong hai cái pháp này, tức là hôn thủy cái, là hôn trầm và thủy miên. Tôi thì cái đó là hai pháp giả lấp, là nằm thuộc về tâm sở tôn trọng và thiện nguyên, thuộc tâm trong 14 tâm sở bất thiện ha. Thì khi mình hiểu được, khi mình buồn ngủ, mình giả dự, mình biết mình đang trong trạng thái này, mình hiểu là mình đang rơi trong cái pháp này, và khi mình rơi trong những cái pháp này mình phải biết pháp diệt trừ đó. Nếu mình không biết pháp diệt trừ nó thì chúng ta sẽ bị nó chinh phục, sẽ bị nó làm cho mình bị rớt luôn ha, bị chìm đắm rồi trong các pháp luôn. Mình sẽ bị quải quả quế quải, mình nản chí, mình xuống tinh thần, rồi mình biến nhát, rồi mình phát sanh cái tư tưởng là buông xuôi luôn, rồi mình bỏ cái cuộc tu luôn, mình ngủ luôn chứ không tu tập nữa. Thì như vậy là khi mà có một cái sự mà biến nhát, lười biến, không hân hoan, quế quải này ra thì mình phải hiểu là mình đang bị rơi vô cái trạng thái này. Và như vậy có 6 pháp để mình diệt trừ cái này.
À, thì mình cũng tu tập thì trong kinh có dạy chúng ta về diệt trừ cái này thì có 6 pháp. À, thứ nhất là quán tưởng vật thực và tri túc vật thực. À, thì chúng ta thấy là cái này mình thấy mình đọc cái này không biết nó có liên quan gì quán tưởng vật thực, tri túc vật thực có liên quan gì tới pháp này. Thì chúng ta biết là trong quán tưởng vật thực khi mình ăn thì mình quán tưởng đó, à, vật thực này mình ăn không phải là để chơi để giỡn, không phải là để thỏa mãn là cho cái thân xác này, à, hoặc là không phải để cho mình ăn để mà cho được tốt đẹp, được sung sức, được trang sức, được đẹp đẽ, à, mà ăn uống này, cái vật thực này chỉ để giúp cho thân mình được, à, nó bảo trì cho cái thân thôi, gìn giữ thân mình được mạnh khỏe tốt đẹp để tránh được những sự bệnh hoạn, để họ để thân mình nó được coi như là có một cái sự mà lợi ích về cái thân, à, nó không có bị tổn thương, không có bị bệnh, không này kia, để làm gì, để nó hỗ trợ cho cái sự tu tập của mình, hỗ trợ cái phẩm hạnh của mình tu tập. À, thì khi mình có sự hiểu biết người đúng thì nó sẽ không phát sinh những cái lầm lỗi, à, mình quán tưởng về cái vật thực như vậy, thì khi mình quán tưởng như vậy thì mình mới không có là ăn quá độ, à, mình biết ăn vừa phải để mà duy trì cho cái thân này để tu tập, à, thì mình phải tri túc trong cái vật thực. À, mình ăn vừa phải lẽ, ăn vừa đủ no và không ăn quá no. Ăn quá no là cái mà cái nguyên nhân gần nhất đưa đến cái sự mà không trầm thêm yên. À, cho nên phải quán tưởng vật thực rồi phải ăn uống tri túc, ăn vừa phải lẽ, ăn những vật thực mà dễ tiêu hóa, ăn thí dụ như mình ăn còn khoảng chừng 5 miếng nữa, 5 đũa nữa no thì mình ngưng, à, ngưng mình uống nước cho nó no. À, thì như vậy là mình không có bị cái vật thực nó làm cho cái thân xác mình nó nặng nề, nó mệt mỏi, à, và cái thân mệt mỏi thì làm cho cái tâm mình nó vừa cái tâm mình nó bị quẩy quải ha, à, nó quẩy quải thì chỉ có đi ngủ thôi chứ làm gì. Nên đây là cái pháp diệt trừ đầu tiên là mình phải quán tưởng vật thực, phải ăn vật thực và biết tri túc trong vật thực. À, đây là cái vấn đề mà nguyên nhân để mình diệt trừ cái không trầm thuyên. À, đó là cái mà mình để ý không phải học mình những cái chi pháp này nó giúp trong pháp hành này rất nhiều, à, cho nên khi chúng ta học vi pháp nó giúp cho mình có những cái chìa khóa, có những cái phương pháp để mình ứng dụng vào trong cái đời sống tu học. Còn nếu mình không biết thì mình khó mình vô rớt vô không trầm tư duy, ngồi đó gục lên gục xuống, gục lên gục xuống chứ không biết làm sao. À, mình phải suy xét lại, mình bị rơi vô đó mình phải suy xét lại mình ăn uống làm sao, vật thực mình ăn tốt đẹp hay không, hay là mình nãy giờ quất trong bụng quá cỡ rồi vô ngồi ngủ không? À, đó là mình biết là cái lỗi lầm là mình đã làm là sai, à, là mình phải thay đổi. Đó là nguyên nhân thứ nhất. Rồi cái cách diệt trừ thứ hai đó là thay đổi quan nghi cho điều hòa. À, tức là mình phải thay đổi quan nghi cho nó thích hợp, cho nó điều hòa. À, chứ nhiều mình nằm hoài á, thì là ngủ luôn không? Nằm hoài ngủ luôn. Mà ngồi lâu quá nó cũng xanh quẩy quại, mệt mỏi. À, cho nên mình phải thay đổi ngồi, đứng, đi, nằm, mình thay đổi quan nghi cho nó điều hòa thì nó giúp cho mình không bị rơi vào trong cái trường hợp là không trầm thiên. À, ví dụ như mình ngồi lát lâu, ngồi lâu quá nó buồn ngủ, nó phát sinh không trầm thiên nặng quá đó, mà mình điều trị không nổi, mình chống không nổi thì mình thay đổi quan nghi. À, từ từ mình đứng dậy mình đi kinh hành để cho nó bớt đi cái sự buồn ngủ đó. Thì như vậy khi mà thay đổi quan nghi cho nó điều hòa cũng là một cái phương pháp để chúng ta trị cái bệnh là không trầm thiên của mình. À, chứ mình cứ cố chấp, mình cứ ráng, mình ngồi mình chịu đựng thì ngồi cũng không trả lợi gì ha, ngồi ngủ thôi chứ không làm được gì. À, cho nên phải thay đổi quan nghi cho nó điều hòa để nó giúp cho cái bệnh không trầm thiên này nó được, à, chữa lành. Đó là cái cách diệt trừ thứ hai, để giờ chúng ta biết cách ha. Rồi cách thứ ba là tác ý và tưởng đến ánh sáng. À, tức là mình tác ý mình tưởng đến một ánh sáng, ví dụ như mình tưởng có cái ánh sáng trước mặt mình, trước cái mặt mình có một ánh sáng, mình tưởng đến một ánh sáng, dòng hào quang ánh sáng. À, thì khi mình tưởng như vậy thì ánh sáng nó giúp cho cái tâm mình nó tỉnh, cái tâm mình nó sáng lại, tỉnh, nó không có bị rơi vô hôn trầm thuyên. À, thì mình tác ý mình tưởng như vậy thì nó sẽ làm dập bớt cái cơn buồn ngủ đi. À, đó là cái cách thứ ba để mình diệt trừ cái hôn trầm thuyên. Cái bệnh nó không trầm tự biên này đa số chúng ta ai cũng bị ha, nhất là cái mình vô mình ngồi thiền chút là thôi là tâm mình nó muốn lên đường, à, nó muốn đi vô khỏi mộng khỏi mơ,
Nhưng mà khi như vậy là cái cách thứ ba là mình tưởng đến ánh sáng. Rồi cái thứ tư là ở nơi khoáng đãng, như mình ở như ngoài trời chẳng hạn, hoặc là ở những cái ngồi trong thiền thiền đường, hay những cái nơi thoáng khoáng đãng, thoáng có gió này kia, nó không có bị ngọt nóng quá, nó cũng sanh buồn ngủ. Cho nên phải ở những cái nơi khoáng đãng. Rồi thân cận bạn lành là cái cách diệt trừ thứ năm, cũng là rất là quan trọng nha quý vị. Mình thân cận bạn lành sẽ hỗ trợ giúp cho mình để mà mình tinh tấn trong sự tu học, nhắc nhở cho mình thường xuyên ha, giúp cho mình được tiến hóa. Còn mình thân cận bạn xấu bạn ác là nó sẽ xúi mình ha, ô tu làm gì ngủ dễ thức không, tu vô đây ngủ với tao khỏe thì gặp bạn ác là nó xúi mình, nhưng mà gặp bạn lành thì nó sẽ giúp hỗ trợ mình, nó sách tấn mình thấy mình uể oải rồi ráng tập cố gắng tinh tấn lên ha. Chịu khó ráng ứng dụng vô trong trong cái pháp hành cho nó được tốt đẹp, thì mình gần người bạn lành nó sẽ hỗ trợ cho mình rất là nhiều. Đây là cái điều rất là tối quan trọng ha. Rồi cái cách diệt trừ thứ nữa là cái thứ sáu là nghe và nói lợi ích. Thì đây chúng ta thấy rằng cái này là phải nên nghe nhiều học rộng ha, nghe những cái điều tốt đẹp, nghe giáo pháp nhiều thì mình có được cái hoan hỷ trong pháp, mình hoan hỷ trong pháp mình mới có sự tu học là một cách tinh tấn được. Nhưng nếu mà mình không có nghe nhiều, không có học nhiều thì cái kiến thức của mình nó cạn, kiến thức mình cạn cỡ, nó không có đủ sức để mà nó vượt qua những cái chướng ngại. Cho nên mình phải có sự nghe nhiều học rộng, và khi nói là nói những cái điều lợi ích, những điều tốt đẹp, những điều đem đến sự mà an lạc. Nếu mình nghe thì ít, nghe ít rồi nói tám thì nhiều thì coi như là xong luôn ha. Cho nên phải nghe thật nhiều, nghe pháp rất là nhiều mà đem tới sự tốt đẹp cho mình ha. Thì như vậy cái hôn trầm thiên biên là nó có cái sáu cái pháp để mình diệt trừ nó ha. Chúng ta cần phải để ý, cần phải nhớ những cái pháp này để mà mình khi mình bị rơi vào trong những pháp này mình nên cẩn thận ha. Nhất là nghe, ăn uống phải tiết độ điều hòa, rồi thay đổi quan nghi thường xuyên cho nó cân đối nha. Rồi tác ý đến ánh sáng, hoặc là ở nơi khoáng đãng, rồi thân cận bạn lành, nghe và nói những điều lớn, thì sáu pháp này nó có khả năng để diệt trừ được cái sự hôn trầm thiên biên. Nếu mình biết cách ứng dụng đúng lúc đúng thời thì nó sẽ đem tới cái lợi ích như vậy. Rồi đó là cái chi thứ ba, hôn thủy cái. Những cái pháp này nó che lấp, nó làm cho mình không có tu tập được. Rồi cái thứ tư là trạo hối cái. Trạo hối cái có thất chặt cút cút chặt đi quá năng trạo hối cái thất chá, trạo hối trạo cử phóng dật, là thất chá là trạo cử phóng dật, tức là tâm mình tán loạn, tâm mình nó chạy nhảy tùm lum, nó phóng loạn tùm lum, không có yên, không có dắt, không có yên, nó chao động, nó hỗn loạn. Cho nên được gọi là út thách chá, trạo cử phóng dật. Thì như vậy khi mà tâm mình nó sanh tán loạn thì làm sao luôn cái pháp này nó sanh khởi, nó phá cái sự mà tu tập mình rất là nhiều. Khi mà mình bị như vậy đó, mình phải biết mình đang rơi trong cái trạng thái này, tức là trạng thái phóng dật, nó nằm trong cái si phần đó, cái gì si và núi phóng dật, thì đó là cái tâm sở si phần, là tâm sở phóng dật lên để mà nó phá cái con đường tu của mình ha. Đó là cái Uttacca, là trào cử phóng dật sự náo động của tâm, sự tán loạn của tâm, sự quấy đục của tâm ha. Đó là cái Uttacca. Nhân sanh phóng dật là tâm không định tĩnh và phi duy lý tác ý. Tức là nhân mà sanh ra tâm phóng dật, tức là tại cái tâm mình nó không có được bình tĩnh, mình ở đó giờ mình để cái tâm mình cứ vọng động, tâm mình nó cứ phóng phan duyên theo trần cảnh, lúc nghĩ này lúc nghĩ kia lúc nghĩ nọ, tâm mình cứ suy tư cứ không bao giờ yên nữa. Tâm mình nó chạy lung tung tầm tứ, nó tìm kiếm này tìm kiếm kia, rồi gặp người này người kia, nói chuyện tùm lum tà la trên đời đó. Thì cái tâm mình không có định tĩnh, rồi suy nghĩ mông lung, không định tĩnh, và mình không có khéo tắt ý, tâm mình nó si mê u tối, nó không có khéo như lý trí, nhưng mà nó làm cho cái tâm phóng dật rất là nhiều. Đó là cái nguyên nhân mà nó sanh ra cái phóng dật, và mình biết được nguyên nhân này rồi mình phải là hạn chế lại vấn đề này, giữ cho cái tâm mình bớt chạy nhảy mông lung ha.
đừng có giao tiếp nhiều quá, đi gặp người này người kia nói chuyện tám tùm lum tà la, thì nói cũng là nguyên nhân sanh, nhân sanh phóng dật. Rồi đó là định nghĩa về Uttacca, trạo cử phóng dật. Rồi rồi tới là Kutkuccha. Kutkuccha là lo âu, rai rứt, bồn chồn, hối hận, ăn năn, tức là trạo hối, tức là hai chi pháp là phóng dật và lo âu. Kutkuccha là lo âu, rai rứt, bồn chồn, hối hận, ăn năn, là khi mình có những sự mà lo âu phiền muộn, tâm mình cũng chạy nhảy nó loạn xào, nó lo ra nó suy nghĩ hoài. Có nhiều người có tánh cũng lạ nha, quý vị không biết có gì có bị không, có nhiều người tánh hệ có chuyện là ngồi tôi lo hoài nè, ngồi cứ suy nghĩ hết chuyện này chuyện khác, lo âu hoài chuyện những cái chuyện đó. Nhiều người rất là nhiều người bị cái tâm như là làm như họ tâm họ bị yếu rồi ha. Có chuyện gì là xảy ra mà tôi biết có người mà bị giống như là nghe nói cái dịch Covid á, có nhiều người bệnh, nhiều người chết, bắt đầu sợ lắm. Họ sợ lo phóng dật tâm suy nghĩ mong lung, không biết khi nào tới mình, đủ thứ chuyện lo. Mà Covid người bệnh chưa thấy mà thấy mình bị bệnh lo chứ, lo quá bệnh tâm lum tà la sanh ra, mất ngủ, mất ăn, mất ngủ, ăn uống không được, đủ thứ chuyện. Mà chuyện này nó là cái thành ra một cái bệnh thôi. Có người có cái bệnh hay lo, tâm mà lo vậy lắm, họ lo ai rất lo vậy lắm. Rồi những người hay có cái sự bồn chồn trong người, hay là hối hận ăn năn, cứ nhớ lại những cái chuyện quá khứ, rồi hồi đó là rầu đó, mình sao ngu quá mình làm này, cứ nói cứ hối hận ăn năn những chuyện đã qua, được gì nó qua rồi thôi, mình cứ cho nó qua ha, qua thôi, mình giờ mình đừng làm nữa thôi. Nhưng mà không có những người cái tâm này nó lo vậy đó, hãy lo đủ thứ chuyện, hãy lo để phóng dật, lo âu phóng dật, cái tâm suy nghĩ nó chạy tôm lum tà la. Cho nên đây là hai cái pháp mà trạo hối, là trạo cử là lo âu phóng dật. Cái này quý vị cẩn thận, cái này nó phá gì lắm đó, là trạo hối cái mà nó là những cái pháp mình thấy mình tưởng nó không có gì á, thấy tưởng không có gì nhưng mà nó cản mình dữ lắm, cản trở con đường tu mình rất là nhiều. Nhất là khi mà mình đi vào thiền hay gì là nó phá mình ghê lắm. Bị ai bị dính hả? Có Châu Nguyễn không bị, mọi người ha, cười hả quý vị, giỡn quá tôi đâu vậy. Ngon lành ha, đó, ngon lành. Bị hết nè, trạo hối phóng dật, lo âu phóng dật, buồn trời buồn lũ thứ gì, khổ sở. Mới chi, mình lo làm gì, ví dụ như giờ mình bệnh Covid tới thì tới lo vậy, có gì đâu lo. Nó trúng mình tới số trúng thì dính thôi nhé. Không thôi ngồi đó rầu, ngồi rầu mất ăn mất ngủ rồi sanh ra bệnh đủ thứ vậy. Covid chưa bệnh mà bệnh tùm lum. Đâu có gì đâu bị hoại, đâu có gì đâu tỉnh bơ gì lo vậy. Vô thường tới thôi, chỉ đâu sợ. Rồi trong hai cái pháp này đó, cái này nó là cái pháp cản trở, nó cản trở cái sự tu tập của mình, làm cho cái tâm mình loạn động, tâm mình điên đảo. Bây giờ nó có sáu pháp diệt trừ, đâu đây dạy cho mình có sáu cái pháp diệt trừ. Thứ nhất là phải nghe nhiều học rộng, bây giờ thấy không, phải nghe nhiều học rộng, đây là cái mở mang cái kiến thức của mình, cái trí tuệ của mình cho mình được hiểu biết rộng rãi. Khi mình có sự nghe nhiều học rộng, mình biết rõ và học tốt vậy đó, thì cái những cái trường cái này, những cái pháp lo âu phóng dật này nó giảm bớt. Mình phải nghe nhiều, phải học rộng ha. Thứ hai là phải học hỏi, là hỏi cho thấu đáo ra cái pháp, là mình học mình chưa hiểu được mà mình cứ để trong bụng mình, rồi bắt đầu mình ngồi mình lo, tâm mình suy nghĩ mông lung, nó loạn xào lên chứ, thì cũng là cái một cái mà để bị phóng dật. Cho nên mình phải muốn diệt trừ những cái sự mà lo âu này thì mình phải học hỏi cho thấu đáo. Bởi vì nếu mà mình học mình không hiểu cái mình ngồi mình lo rồi suy nghĩ tùm lum tà la, mình nghĩ sao ra nghĩ, mình phải thánh nhân mình nghĩ ra những cái pháp cao thâm này, mình phải
hỏi những người mà những bậc tôn túc, những bậc mà đi trước mình, những người đã có những cái kinh nghiệm trước mình đó, người ta sẽ giải đáp cho mình. Vì giải đáp được rồi là mình hết lo, mình hết có cái sự mà ưu tư mà lo về những đó. Rồi nghe nhiều học rộng, hỏi pháp thấu đáo, thông suốt lực, thông suốt những cái giới luật, như mình giữ giới mình thông suốt cái luật đó để mình khỏi cái bị ăn năn hối hận, mình khỏi cái bị bức rứt nha. Bởi vì nhiều khi mình không phạm giới, mình cứ tưởng mình phạm giới rồi mình ngồi lo, cho nên mình phải hiểu, phải thông suốt cái lực, mình không có phạm giới đó mà mình cứ tưởng mình phạm rồi bắt đầu mình lo tiếp nữa. Như vậy làm cho cái tâm mình cứ chao đảo, nó không có được yên, cái tâm mình nó hỗn loạn. Cho nên thứ ba là thông suốt giới lực, thứ tư là thân cận bậc trưởng lão. Cái gì còn nghe kìa, alo alo, 1 2 3 còn nghe không? Alo. Còn mà cho ai ghi zero vậy? Bắt nguồn là cái còn nghe không? Ngôi chồng không nghe nè, tao không nghe, bắt nguồn là cái không nghe, nó kỳ vậy. Ra chạy vô là coi, ta nghe rõ rồi mà. Nghe lại chưa? Alo, 1, 2, 3. Châu Nguyễn nghe lại chưa? Châu Nguyễn ghi bài nghe chưa? Đúng rồi, các bạn bị yếu mà lời ra gió, bị yếu lời ra gió. Vô lại kìa, vô lại nghe chưa? Thuốc gió. Yếu thuốc gió. Nghe lại chưa? 1, 2, 3, 4, 5 nè. 7, 8, 9, 10. Rồi. Nghe chưa quý vị? Châu Nguyễn, Pháp Nguồn Lào Cai nghe lại chưa? Châu Nguyễn nghe chưa? Âm thanh rõ liên tục nè. Để coi cho Nguyễn nó nghe, nó quăng bài lên nè chứ thôi. Cho Nguyễn rồi, cho Nguyễn vô chưa? Chưa hay chạy nó mất à? Chưa vô tới mà, chưa vô nữa. Cấp nguồn Lào Cai nghe không? Này chắc phải hai người mới được hay cái gì ha, hai người có bài ha. Ví dụ người này bị gì người khác hết liền ha, chứ một người không rủi bớt đứt không có quăng bài lên được, là mất giờ mình nữa. Rồi cho Nguyễn nghe chưa? Vẫn không nghe được, rồi thôi rồi xong. Cô Nhung có bài này của cho Nguyễn đưa không? Cô Dung có là rồi với cái sáu pháp diệt trừ của cái trạo hối này ha. Nghe nhiều học rộng, học hỏi pháp cho thấu đáo, thông suốt lực, thân cận bậc trưởng lão, tức là thân cận những cái bậc tôn túc, những bậc để giúp mình hiểu rõ pháp, để giúp mình cái phương pháp mà trị những bệnh mà phóng tâm, những cái bệnh mà gây cho cản trở cái sự tu tập của mình ha. Và thân cận bậc trưởng lão, thân cận vạn lành, nói chung là phải thân cận những người giỏi, những người tôn túc, những bậc tốt đẹp, và nghe và nói những điều phù hợp. Đó là nguyên nhân thứ sáu, nghe và nói những điều phù hợp, đó là cái thứ sáu để diệt trừ cái trạo hối này. Thì qua sáu pháp này chúng ta thấy rằng là cái sự học hỏi và thân cận những bậc tôn túc là rất là quan trọng. Chứ không phải mình tự mình ngon, mình tự mình tu tập, mình không cần học, không cần nghe ai, mình làm được đâu. Không có phải đơn giản như vậy. Nếu mà kiến thức của mình còn thấp, kiến thức mình còn yếu kém, chưa đủ lực, thì chúng ta đi vô mà chúng ta tự mình làm thì giống như mình tự xét, mình tự mình hại mình. Càng tu tập càng đi xa vấn đề, càng lúc càng xa lọt,
mà nó rơi vào trong cái kiến chấp thủ là thôi coi như xong game luôn ha. Rồi cho nên pháp của dạy chúng ta thấy rõ những cái pháp mà diệt trừ những cái căn bệnh này, những cái sự mà phá cho cái sự tu tập của mình ha. Đó là sáu pháp, là nghe nhiều học rộng nè, hỏi pháp cho thấu đáo, thông suốt lực, thân cận bằng trưởng lão, thân cận bằng lành, nghe và nói những điều phù hợp. À, đó là sáu cách mà để chúng ta diệt trừ cái tâm phóng dật và lo âu. À, chứ nếu mà không có thì chúng ta khó lắm. Tâm mình nó quen cái thói mà phóng dật chạy nhảy ương lung tung, lo âu phiền muộn đủ thứ. À, mà mình không chịu học, rồi mình không có chịu hỏi, không học, không hỏi, không hiểu biết này kia nọ thì chúng ta chỉ có chết thôi, chứ không cách gì chúng ta tu tập được. Đó là cái thứ tư là trạng hối. Rồi cái thứ năm là hoài nghi cái. Hoài nghi cái. Rồi hoài nghi cái. Quý chí kiệt trà đi qua đó năng. Hoài nghi cái. Hoài nghi cái là trạng thái do dự, cách không quyết đoán, cách lưỡng lự. À, tức là cái trạng thái tâm mình nó lừng khừng ha, lừng khừng do dự, nó không có quyết đoán sự việc. À, phân vân lưỡng lự đủ thứ, học hỏi rồi phân vân, không có hiểu, không có tin, không này kia, mình hoài nghi đủ thứ chuyện ha. À, nó làm cho cái tâm của mình nó trở nên là bị là giống như là rơi vô trong cái khoảng không ha. Nó lưng chừng ha. Nó không có xác định được cái gì hết, rồi nó phát sinh chuyện nghi ngờ tầm bậy tầm bạ. À, thì trong cái hoài nghi cái này, trong xe kinh nội dạy chúng ta có 8 pháp, có 8 pháp làm cho cái hoài nghi nó phát triển ha. Thì đó là có 8 pháp. Nhất là hoài nghi hoặc đạo sư. À, tức là hoài nghi Đức Phật á. Hoài nghi Đức Phật. Không biết Đức Phật này có thiệt không ha? Hay là Đức Phật này chỉ là truyền thuyết. Đức Phật là truyền thuyết. Đức Phật là ta tưởng này ta không biết có phải Đức Phật chỉ có Đức Phật thật không. Hoặc là hoài nghi Đức Phật không biết phải là một bậc giác ngộ thật sự hay không. Không biết phải Đức Phật là một bậc thánh tăng là tối thượng nhất của nhân loại, của thế giới hay không. Mình nghi ngờ tùm lum. Bởi vì cái sự học hỏi của mình quá cạn cỡ, mình không có đủ sức để mình biết được này. Mình nghi ngờ, phát sanh nghi ngờ. Thì hoài nghi bậc đạo sư. Rồi hoài nghi giáo pháp. Hoài nghi giáo pháp không biết có phải là cái con đường để đưa đến sự giải thoát hay không. Pháp này không biết có phải là pháp chân chánh hay không, có phải thật sự là pháp diệt trừ được những cái ác pháp không, những cái diệt trừ được tham sân si hay không, hay là pháp này không có khả năng đưa đến cứu cánh giải thoát. Mình hoài nghi về giáo pháp của Đức Thế Tôn, mình thấy chắc có cái gì đó mà mình chưa hiểu được, mà mình đâm ra mình suy diễn. Cái tập của con người mình nó vậy, hay lạ đó là học thì chưa tới đâu mà suy diễn nhiều lắm. Học cũng nhiều mà suy diễn, rồi nó mới học vào câu ngồi suy diễn này suy diễn kia. Vậy không phải vậy, vậy chắc không phải vậy, nó suy diễn đủ thứ cách, rồi nghi ngờ đủ thứ, khoa học nó về trong giáo pháp nó về, đem khoa học thực chứng đủ thứ chuyện, làm hoài nghi. Mà thực sự cái kiến thức về pháp học của mình chỉ là hạt cát trong sa mạc ha. Mình hoài nghi tùm lum, mình hoài nghi giáo pháp Đức Phật, nhưng mà chưa biết giáo pháp này chưa chắc là đúng ha. Nhiều khi có cái khác đúng hơn. Cho nên tôi hoài nghi đủ thứ chuyện của mình này, rồi hoài nghi về tăng. Nghe nói rồi, trong thời Phật là bốn đôi tám vị, tức là bốn bậc thánh tăng, là Tư Đà Quần, Tư Đà Hàm, A La Hàm, A La Hán. Mỗi một cái vị, mỗi một cái bậc thánh vậy là diệt trừ được những cái sự phiền não dày 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 này, không biết thiệt hay không. Mà nghi, không biết mấy ông thánh ông này có phải là thánh không, hay là mấy ông sư này chưa chắc, mình không biết, không biết ông phải vậy hay không. Bỏ vào hoài nghi. Thì mình hoài nghi bậc đạo sư, hoài nghi giáo pháp, hoài nghi tăng, rồi hoài nghi những cái điều học, những điều mình học học mình nghi ngờ tùm lum tà la, rồi hoài nghi quá khứ, không biết quá khứ có hay không, hoài nghi vị lai, không biết tương lai có hay không, rồi hoài nghi quá khứ vị lai luôn, hai thứ luôn, hoài nghi cái pháp duyên về mà nhân duyên liên quan tương sinh, duyên liên quan tương sinh là thập nhị nhân duyên. Không biết có phải có luân hồi không. Nghe nói mình đạo Phật có nói về luân hồi, giáo pháp có vô minh hành tức chắc luân nhập xuất thọ ái thủ hữu sanh lão tử,
không biết có phải thật vậy không, hoài nghi cái này chắc nhiều khi nói vậy thôi chứ làm gì có thiệt ha, và phát sinh những cái tư tưởng hoài nghi, rồi mình không có sự mà học hỏi sâu sắc, rồi mình cứ phát sinh những cái tư tưởng rồi ngã mạng sanh khởi, rồi tưởng là mình ngon ha, rồi mình nghi ngờ đủ thứ gì, mình nuôi cái để cái tâm hoài nghi mình, nhưng mà chính vì cái hoài nghi này á mà mình không phá tan nó được, không có dập tan nó được thì nó sẽ cản trở cho con đường mà phải sinh tử của mình rất là nhiều, nó sẽ đưa mình đi là lời luân hồi mãi mãi ha, nếu mà mình không biết cách mà phá cái hoài nghi này. Cho nên phải có kiến thức, phải có sự học hỏi thì chúng ta mới có khả năng để mình phá được cái sự hoài nghi này, còn không thì chúng ta cứ vẫn trong cái nghi hoặc, nghi ngờ đạo sư, nghi ngờ giáo pháp, nghi ngờ tăng, nghi ngờ điều học, nghi ngờ thời quá khứ, hiện tại, vị lai, nghi ngờ luân hồi, đủ thứ chuyện, mình nghi đủ thứ chuyện trên đời. Cho nên phải có cách để mình diệt trừ nó. Nếu không diệt trừ nó thì chúng ta vô phương ha. Không cách gì chúng ta đi vào đạo lộ giải thoát được, mà chúng ta cứ chỉ chạy vòng vòng trong vòng sinh tử ha. Rồi như vậy muốn diệt trừ được hoài nghi thì ta cho mình có 6 cách và 6 cái pháp để diệt trừ. Nhất là hiểu rõ giáo pháp của Đức Phật, tức là phải hiểu rõ giáo pháp của Đức Phật ngày để lại, ngày dạy cho mình. Giáo pháp Đức Phật để lại cho chúng ta là làm gì để chúng ta thấy rõ được như chân như thật các pháp, thấy rõ nó được một cách là thật chứng chứ không phải là do suy diễn. Giáo pháp của Phật đưa đến, đem đến cho chúng ta một cái sự giải thoát hoàn toàn thật sự, cho nên mình phải học hiểu rõ giáo pháp của Phật thì lúc đó nó mới diệt trừ được hoài nghi, còn mình chưa hiểu rõ được là mình vẫn còn hoài nghi, vẫn còn lan man như thường. Rồi phải tìm hiểu về ân đức Phật pháp tăng, mình tìm hiểu về ân đức Phật là như thế nào. Đức Phật là chánh minh túng, chánh minh tri, thể thế gian giải, là mình phải học, mình phải hiểu được những ân đức Phật, ân đức pháp, ân đức tăng như thế nào. Phải tìm hiểu, phải học, phải tìm hiểu rõ được. Rồi khi mình hiểu rõ được những cái ân đức Phật pháp tăng này rồi thì cái sự nghi ngờ mình nó sẽ được phá tan, nó không còn nữa. Còn nếu mình không hiểu, mình nghe lơ tơ mơ, người này một chút, người kia nói một chút thì năm nay mình nghi, nghi nhất là Đức Phật là thiên nhân sư, thầy của người và trời, nó bắt đầu nghe nó hết hồn, chắc là gì dữ ha, nghi ngờ liền, là có mấy ông trời rồi sao còn là đệ tử của Đức Phật nữa không, nghi ngờ, tâm mình nghi ngờ, nghe nói mấy ông trời thần thông quảng đại dữ lắm, nhưng mà vẫn học trò của Đức Phật, Đức Phật là thầy của chư thiên và nhân loại, là muốn hết nghi hết học, tìm hiểu Đức Phật như thế nào, Đức giáo pháp như thế nào, Đức tăng như thế nào, phải hiểu cho rõ, học để mà hiểu, hiểu rồi mới được thực hành được. Còn nếu không thì rất là khó, các vị. Mình còn lơ mơ thì cái con đường mà giải thoát là xa vời lắm, không học là chết, không học là coi như là giống như mồ côi ha, rờ cái đầu con voi, nói con voi nó hình tròn tròn, rờ cái chân voi nó, con voi nó hình cái ống. Rồi cái bụng voi nó voi cái bụng bụng bầu 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 thì ra một chục thằng bù, rồi voi thì mỗi thằng nó kiểu, cho nên mà mình mà không học, mình đi vào cái giáo pháp này thì giống như mình mù rồi voi ha. Bởi giáo pháp của Đức Phật thâm sâu vi diệu là chỉ có người trí mới thấy được ha. Cho nên nếu mà mình không học thì mình vô phương ha. Một cái pháp mà nó sanh lên thì bao nhiêu hệ nhân duyên nó phối hợp, nó tương tác nhau để mà nó làm thành cái pháp đó. Mà giờ mình cơ khơi mà nó không học, mình nói mình tự mình học, tự mình hiểu được cái chuyện đó, xin lỗi khó có thể xảy ra được. Cho nên chúng ta cần phải học, không học là không được. Ai nói tự không cần học mà vô pháp hành liền thành là đắc đạo quả, cái chuyện này giả bộ không có. Ngày xưa mình đừng có đem ví dụ ngày xưa, thời những vị ngày xưa đã Ba La Mật nó đầy đủ hết rồi, nghe Đức Phật giảng cái họ đắc đạo quả liền. Còn giờ mình Ba La Mật mình quá dữ, nó nói hoài nghe, học hết tạng này qua tạng khác cũng đâu hiểu gì đâu. Cho nên nó khó là có cái chỗ tùy theo cái thời giờ là mình không có Đức Phật, mà thời giờ là những bậc thánh A La Hán thì quá hiếm hoi. Cho nên chúng ta khó mà chúng ta hiểu được cái giáo pháp của Đức Phật. Bởi vì giáo pháp của Đức Phật phải nói, nếu mà nói như biển cả thì cũng chưa đủ đúng không? Theo chúng ta sau khi học thì Phật như biển cả thì chúng ta chưa
giáo pháp Đức Phật phải nói là như hư không luôn, là không giới hạn luôn, là vô bao trùm cả và thế giới này là không có giới hạn. À, giáo pháp Đức Phật như vậy mình càng học mình càng mới thấy là kinh khiếp, dễ sợ, nó sâu thâm thẳm, học vô càng lúc càng thấy mình thấy là thực sự mình chỉ là một cái trí tuệ mình giống như hạt cát của sao hạt ha. À, cho nên chúng ta phải nên hiểu, phải biết là giáo pháp của Đức Phật là giáo pháp mà chỉ có bậc đại trí mới hiểu được thôi. À, cho nên mình phải nương vào cái trí tuệ của Đức Phật, nương vào trí tuệ của bậc thánh tăng để mình học hỏi. Chứ nếu mình không có nương vô, mình tưởng mình ngon là thôi rồi, là xong, bán cuộc đời mình cho ma quỷ không. Rồi đó là cái thứ ba, là thứ hai. Rồi thứ ba là hiểu rõ giới luật, thì cái này chúng ta phải biết, tức là mình phải học phải hiểu rõ giới luật. Chứ nếu mà không có gì giới luật, không nắm giữ được giới luật, không vững giới luật thì chúng ta khó lắm. Cái tâm mình nó loạn chọn ha, tức là giống như mình không có cái nền tảng vững chắc. Mình không có nền tảng vững chắc thì cái tâm mình nó chao đảo, thì nó nghi ngờ tâm lum tà la. Phải hiểu rõ giới luật, giới luật như thế nào là đúng, giới luật như thế nào là sai, thì mình mới không còn sự nghi ngờ. Tại sao phải giữ giới này như vậy, tại sao phải giữ giới kia như vậy, mình mới phá tan được sự hoài nghi. Còn không mà cái nghi ngờ tùm lum, rồi từ cái nghi ngờ này mới đặt ra luật này luật kia ha. Ăn chay ăn mặn ăn gió ăn bóng đủ thứ chuyện, bàn ra đủ trò, tại vì không hiểu rõ giới luật của Đức Phật. Giới luật của Đức Phật như thế nào mình phải hiểu, mục đích của giới luật Đức Phật đặt ra là để làm cái gì mình phải hiểu cho thật rõ ràng. Rồi thứ tư là xác tín nơi Tam Bảo, tức là phải có niềm tin chính xác nơi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo, là mình phải có cái niềm tin thật sự trong sạch nơi Tam Bảo. Phật Bảo là trong lành, Pháp Bảo là cao siêu cao thượng mà nhiệm màu, Tăng Bảo là bốn đôi tám vị rất là tuyệt vời. Thì mình phải xác tín nơi Tam Bảo một cách vững chắc như vậy. Rồi cái thứ năm là thân cận bạn lành, cũng là cái vấn đề. Bây giờ thấy nãy giờ mình thấy pháp nào cũng có cái thân cận bạn lành. Cho nên cái điều này mình phải để ý, cần phải chú ý xíu là nếu thân cận bạn lành thiếu cái chuyện này cũng rất là nguy hiểm. Nên thân cận bạn lành và tránh xa người ác ha. Rồi cái thứ sáu là lời nói thích hợp, cũng là lời nói. Lời nói cũng là rất là quan trọng. Cái lời nói thích hợp, nói đúng pháp, nói hợp thời, nói những cái điều tốt đẹp, những cái điều đem đến cái sự mà giải tỏa cái nghi ngờ. Chứ nếu mình nói ra càng lúc càng đem theo, đưa ra những nghi vấn này, nghi vấn kia, mà đưa tới cái giống như cái điểm cùng, thì càng nghi ngờ càng nhiều, càng tăng, càng lúc nó càng tăng nhiều lên ha. Bởi vì mình đâu có khả năng để mình giải trừ nghi. Mà muốn giải trừ nghi là phải học hỏi cho nhiều vô, phải thân cận những bậc thiện trí thức, những bậc cao tăng đông đúc này, để mà giải tỏa những cái điều này. Cho nên đó là cái mà chúng ta thấy mà muốn diệt trừ được cái sự nghi là mình phải có phải sự học hỏi, phải rành rẽ, phải hiểu biết. Rồi mình phải học cho nhiều vô, học nhiều vô mới hỏi được. Rồi học nhiều mới thắc mắc, mình mới hỏi để mở được cái nghi hoặc của mình. Nên đó, những cái pháp mà chúng ta thấy đều có những cái mà trị đó. Những cái bệnh mà đều trong đây chúng ta có những cái phương thuốc để mà chúng ta uống để mà trị hết. Cho nên khi chúng ta học giáo pháp thì chúng ta nên nắm được những phương thuốc này. Khi mình rơi vô cái nào thì mình lật ra, lật sách ra, mình đang bị cái gì đó, là rơi vô trạng thái nào, lấy thuốc nào uống. Đó là cái phương thuốc để trị những cái bệnh mà là che lấp, ngăn chặn những cái con đường tu tập của mình. Đó là ngoài cái là cái số 6 là vô minh cái. Avicca nivaraṇam, vô minh cái. Vô minh cái là cái sự u tối, sự mê muội, sự u ám che lại các pháp. Vô minh cái cho mình biết là có 8 pháp. 8 pháp. Thì có bài dưới có hàm hào và tám pháp là không biết sự thật về khổ, rồi nhớ không, tám pháp là không biết sự thật về khổ có ha. Rồi tức là mình không biết cái sự thật về cái sự khổ, mình vẫn cho cuộc đời này
có an lạc vui vẻ, vẫn là hạnh phúc, vẫn này cái đủ thứ gì, mình không có biết cái sự thật về cái khổ của cái pháp thế gian này như thế nào, mình không biết sự thật nguyên nhân của sự khổ, không biết cái khổ, những cái khổ phát sanh là do nguyên nhân gì mình cũng không biết luôn, rồi không biết sự thật của việc khổ, không biết con đường dẫn đến việc khổ, tức là đây nói về tứ diệu đế ha, bốn pháp này mình hoàn toàn vô tịch, là không biết về quá khứ, là không biết về nhân. Nhân quá khứ không biết gì lai, không biết về quả, tức là không biết về nhân quả, nhân quá khứ, quả hiện tại, nhân hiện tại, quả tương lai, mình hoàn toàn mù tịch, không biết ha. Rồi không biết quá khứ vị lai mà không biết luôn cả về nhân quả luôn, mình không có biết, không biết rõ. Chẳng hạn như nói về tứ diệu đế là khổ đế, khổ đế mình không biết, mình... cho nên chính vì mình không biết thì làm sao mình biết được tập đế là diệt đế đạo đế. Cho nên khổ đế Đức Phật dạy mình khổ đế mình phải nhận thức. Mình phải nhận thức cái khổ đế đó, tập đế mình cũng phải nhận thức, phải biết là có cái tập đế đó, nhận thức được biết điều đó, diệt đế phải có cái sự nhận thức biết được đó, đạo đế cũng phải có sự nhận thức, thì bốn pháp này mình phải có sự nhận thức rõ ràng, một cách là hiểu biết rõ ràng, tức là phải có nhận thức, rồi khi mà nhận thức được rồi thì cái khổ đế này mình phải cần phải biết rõ, tức là mình phải cần biết rõ cái khổ đế là gì. Cái gì mà chịu đựng không nổi, bức bách, là cái gì mà làm cho chúng sanh phải chịu những cái sự đau khổ, hoặc là những cái trạng thái sanh diệt làm cho mình đau khổ, thì mình cần phải biết rõ, thì đó là cần phải biết rõ về khổ đế. Nhận thức rồi mình phải biết rõ, chứ mình không biết rõ không được, phải cần phải biết cho rõ, phải suy xét học hỏi để biết cho rõ khổ đế. Rồi tập đế, nhận thức được tập đế rồi, biết được tập đế rồi là nguyên nhân của sự khổ như thế nào đó, mình hiểu rõ được tập đế là nó có cái nguyên nhân mà đưa đến cái sự đau khổ, mà nguyên nhân tập đế này chính là ái, là chúng ta ái dục là nguyên nhân. Thì giờ cái tập đế này mình hiểu, mình biết rõ rồi thì phải sao, và cần phải đoạn trừ nó, mình phải đoạn trừ cái tập đế này, chứ giờ mình biết nhận thức đó mà mình không đoạn trừ cũng như không, cho nên tập đế mình cần phải đoạn trừ nó, tức là nhận thức biết rõ rồi phải đoạn trừ cái tập đế này và diệt trừ cái nguyên nhân để mà sanh ra cái khổ đế. Rồi cái diệt đế mình cũng phải nhận thức, diệt đế là sự chấm dứt sự đau khổ, hoàn toàn chấm dứt sự đau khổ, mà muốn chấm dứt được sự đau khổ này phải sao, phải cần phải có sự chứng ngộ, phải chứng ngộ được cái pháp này, chứng ngộ được diệt đế là chứng ngộ được cái sự mà là dập tắt hoàn toàn tất cả, giải thoát tất cả, thì mình cần phải có sự chứng ngộ đó, đó là diệt đế. Và đạo đế mình phải nhận thức được đây là con đường, hiểu rõ đây là con đường để mà diệt trừ được cái tập đế và đưa đến sự thành tựu là chứng ngộ và thành tựu chứng đắc được cái bàn. Thì đạo đế cần phải nhận thức biết rõ như vậy rồi muốn nhận thức được điều này thì phải thành tựu, phải tu tập, là mình phải tu tập pháp này, tu tập cái đạo đế này để làm gì, để diệt trừ tập đế và chứng ngộ được cái bàn. Thì như vậy đạo đế là cần phải tu tập. Thì như vậy để nói lại, khổ đế là chúng ta cần nhận thức nè, tập đế cũng cần nhận thức nè, diệt đế cũng nhận thức, đạo đế cũng phải nhận thức, là phải biết rõ bốn cái này, là phải biết rõ. Rồi khổ đế nhận thức rồi phải cần biết rõ nè, cần phải biết cho thật rõ nè. Rồi tập đế là cần phải đoạn trừ, là nguyên nhân sự khổ là phải diệt trừ, không có thể để nó được, đó là cần phải đoạn trừ. Thì mình nắm được cái công thức này mình sẽ là phải ứng dụng trong cái đời sống tu tập mình được ha. Thì khổ đế cần biết rõ, tập đế cần phải đoạn trừ, diệt trừ cái nguyên nhân đem đến sự khổ cần phải đoạn trừ, rồi diệt đế là niết bàn, cần phải chứng ngộ là cái sự thanh tịnh vắng lặng, sự giải thoát hoàn toàn, là phải chứng ngộ được điều đó, và muốn chứng ngộ được đó là cần phải tu tập, tức là đạo đế ở đây cần phải tu tập, tức là phải tu về bát chánh đạo. Thì khi tu bát chánh đạo thì nó mới sẽ đưa đến sự chứng ngộ niết bàn được, không thì không thể được. Rồi như vậy khi mà khổ đế cần biết rõ, nhận thức cần biết rõ rồi thì phải đạt tới cái cuối cùng là đã được biết, là đã biết được cái khổ đế đó. Rồi tập đế là diệt trừ, là cần diệt trừ thì mình đã đoạn trừ luôn, mình phải đoạn trừ được đó. Và nhận diệt đế, tập đế là phải đoạn trừ, rồi đã đoạn trừ. Rồi diệt đế cần chứng ngộ là mình đã chứng ngộ được, mình đã được chứng ngộ được đó. Và chứng ngộ được đó thì tới đạo đế là sự cần tu tập thì mình đã tu tập. Thì vậy mình hoàn thành cái bốn cái pháp này theo ba luân 12 chuyển thì chúng ta sẽ thành tựu được cứu cánh giải thoát, tức là nhận thức khổ đế, biết rõ khổ đế và đã biết,
là tập đế là nhận thức, rồi cần tu tập đã cần đoạn trừ mà đã đoạn trừ, à mình cần đoạn trừ mà mình đã đoạn trừ đó, rồi diệt đế mình cũng nhận thức, rồi mình cần chứng ngộ, đã chứng ngộ, và đạo đế nhận thức, cần tu tập đã tu tập, à, tức là chúng ta phải thành tựu được về cái sự tu tập và đã chứng ngộ được cái tứ diệu đế. Thì khi mình chứng ngộ được tứ diệu đế, mình biết rõ sự thật về khổ, biết rõ sự thật nguyên nhân sự khổ, biết rõ sự thật diệt khổ, biết rõ con đường đưa đến diệt khổ, và đã thành tựu những cái pháp này, thì chúng ta đã hoàn toàn dập tắt được cái vô minh cá, diệt trừ được cái tám pháp này, và chúng ta sẽ thành tựu. À, thì khi mà chúng ta biết cái này được thì chúng ta sẽ biết rõ được tất cả mọi pháp nhân duyên cấu tạo như thế nào. Nếu mình không có biết, tức là mình không còn chưa có liễu tri được lý nhân duyên, tức là không biết lý nhân duyên là vẫn còn là vô minh. Và vô minh này chi pháp nó chính là tâm sở si, nó gốc đó là tâm sở si trong 12 tâm bất thiện, gọn như 12 tâm bất thiện. Thì 12 cái tâm bất thiện, 12 tâm bất thiện này nè, mình nhân vô cái 8 pháp bất liễu tri đó, 8 pháp trên đó, thì mình có tới 96 pháp. 96 pháp trong vấn đề đó ha. Rồi đó, thì như vậy là chúng ta thấy là si mà nó đưa đến cái sự mà vô minh hiểu biết mà lên tới 96, 18, 16 pháp như vậy là, thì mình thấy là rất là kinh khiếp ha. Rồi cái tới cái này chướng ngại về chướng ngại trong thiền chi. Rồi cái này từ sau học này ha, tới đây thôi được rồi, vô cái này nó dài nó khó khăn lắm. Rồi hôm nay mình học tới đây nó vừa phải lẽ ha, thì mình nắm được cái những cái sáu cái pháp cái này, và khi nắm được sáu pháp cái này chúng ta biết những cái phương pháp để mà diệt trừ nó, và có những cái toa thuốc, những cái phương thuốc để mà mình xử lý những cái bệnh này. Chứ nếu mình không biết phương pháp này, mình không có hiểu biết, mình không có những cái phương thuốc để mình trị bệnh đó, thì chúng ta khó mà chúng ta phá được những cái sự che lấp này, những sự che đậy làm cho cái con đường tu tập mình càng lúc nó càng bị mờ mịt hơn. Cho nên đây là sáu cái pháp cái, và có những cái phương thuốc để trị nó, giúp chúng ta thành tựu chánh trí. Mô Thầy giá do quý báo hôm nay chúng ta học được nguyện, học được vị pháp hôm nay, nguyện cầu cho tất cả luôn được năm pháp sống lâu sức đẹp, ăn vui sức mạnh, và sớm có trí tuệ thành tựu chánh trí. Đồng nghiệp nha cả thầy. Mô Thầy giá, Nam Mô Tham Mạ Giá, Nam Mô Sơn Khai. Dạ, alo, alo ạ. Nam mô Bụt Tha nhá. Dạ, con kính tri ân thầy Kinh đã cho những câu hỏi và giải đáp những câu hỏi rất là thú vị ạ. Dạ, con kính tri ân thầy đã giảng giải cái bài pháp ngày hôm nay về các pháp về hôn thủy cái và vô minh cái. Bài học đã kết thúc. Con xin được thay ra sám hối ba ngôi tam bảo sau khi nghe pháp. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ, để kết thúc buổi học pháp hôm nay, con kính thỉnh sư Tuệ Đức. Dạ, sư có ở đó không ạ? Dạ, sư cho con xin tín hiệu ạ. Dạ, con xin thầy Kinh có một lời chúc phúc ngắn cho đạo tràng cho buổi ngày hôm nay để chúng con được tròn phước báo. Dạ, con kính thỉnh thầy. Bảo tu sắp làm ăn ở lăng rắc khăn tu sắp bà đê vata sắp bà bút tà la vè nà sà đà sà thi bà văn tu tê. Bảo tu sắp làm ăn ở lăng rắc khăn tu sắp bà đê vata sắp bà tâm mà sada sati pavantute bhavatu sappamangalam rakkhantu sappade vata sappasankha rupavena sada sati pavantute.
Sa thu lành thay kính chiên thầy kinh đã chúc phúc cho đại tràng chúng con hôm nay ạ. Tiếp theo con